Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tuất cả thèm trống trản, việc lớn khó thành. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất bước sang tháng 5 và âm lịch vận trình biến động khá khó lường, các tinh và hung tinh đồng thời soi chiếu, con giáp này cần phải thật sự tỉnh táo để đưa ra những cách ứng phó đúng đắn nhất trong tình huống khác nhau. Nhờ cỏ tam hợp nâng đỡ bản mệnh có cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình. Hơn nữa, nhờ sự nhiệt tình, năng độ mà còn giáp người tuổi tuất sẵn sàng bắt tay vào những công việc khác nhau, gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp với mọi người. Tuy nhiên, bạn cần tránh thái độ nóng vội, cả thèm chóng chán, nhiệt tình lúc đầu, nhưng sau đó khi công việc vào cuồng quay thì lại đâm ra bỏ bê, lơ là. Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định song có thể chưa thật sự vững chắc. Còn giáp này cần phải chắc chắn hơn trong những quyết định của mình. Làm việc gì cũng cần cố gắng hết sức, không nên nghĩ tới việc dựa dẫm hoặc chiếm đoạt của người khác. Ngoài ra khi chi tiêu vẫn cần có một khoản dự phòng, đề phòng những sự cố bất ngờ xảy ra. May mắn là phương diện tình cảm gia đạo của người tuổi tuốt vào tháng mậu ngọ khá sản sủa. Người độc thân có thể dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ tính cách vui vẻ và hài hước của mình. Đi đến đâu, người tuổi tuốt cũng trở thành tâm điểm của đám đông. Với người đã có đôi, mối quan hệ giữa bạn và người ấy hòa hợp là vì đôi bên luôn biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi tuốt luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Bước sang tháng mậu ngọ phương diện sự nghiệp của người tuổi tuốt, có hung có cát, vì thế mà bạn không được chủ quan trong bất cứ công việc gì, bởi rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dưới ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, bạn mệnh luôn cảm thấy hăng hải và nhiệt tình khi bắt tay vào các công việc. Bạn không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới, nhờ vậy mà bạn cũng học hỏi thêm cả nhiều kiến thức hữu ích cho mình. Tuy nhiên, điều mà con giáp người tuổi tuốt cần lưu ý chính là bản tính cả thèm trống tráng của mình. Đừng nên chỉ hăng hải lúc đầu rồi sau đó lại thành ra bỏ bê lười biếng. Nếu muốn gặt hái thành công, bạn không nên nóng vội chỉ mong được nhìn thấy kết quả. Nhiều lúc quá trình thực hiện công việc sẽ đem lại cho bạn nhiều điều đáng quỷ hơn nhiều. Nguyệt lệnh lâm mộ khiến cho bạn đôi khi có thể sẽ có cái nhìn không hợp lý khi đánh giá các vấn đề. Vì vậy mà bạn cũng cần lắng nghe, tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn. Đừng nên nhìn nhận mọi việc một cách quá phiến diện hai Luận về phương diện tài chính Tam hợp chỉ đường dẫn lỗi có thể giúp cho người tổ tuất tìm ra hướng làm ăn mới vào tháng mậu ngọ này. Là người dẫn đầu sự hưởng, bạn có thể nhanh chóng thu về khoản lời lại đáng mừng. Tuy nhiên, bạn không nên chủ quan vì những thành công bước đầu của mình. Dù có tiền rủng rỉnh trong tuổi thì xung quanh bạn vẫn có rất nhiều kẻ xấu hoặc đối thủ cạnh tranh trực chờ tìm cơ hội thích hợp để hãm hại bạn. Hãy luôn tập trung trong những việc mình làm, dù là công việc đã vào guồng đi nữa. Nguyệt lệnh Lâm Mộ khuyên người mới bước vào các lĩnh vực mới cần phải cẩn thận khi đưa ra những quyết định. Bạn cần nắm rõ thế mạnh của mình nằm ở đâu, chứ đừng vội vàng chạy theo xu thế thị trường. Nếu cả tin theo lời rủ rê của kẻ khác, bạn cũng rất dễ rơi vào cãi bẫy, tẩy bản thân, vào cảnh hào tài tổn của với những lời làm người làm công ăn lương nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao không bỏ dở giữa chân thì bạn vẫn có thể thu về một khoản tiền lương tiền thưởng nóng ổn định nếu có thời gian rảnh bạn cũng có thể tham gia các công việc tay trái để cải thiện thu nhập cho mình thời điểm tháng 5 âm lịch cho thấy tình hình sức khỏe của bản mệnh còn có những dấu hiệu suy giảm thậm chí vẫn phải hòa huyết quan. Vì vậy mà trong việc chi tiêu cần hết sức chú ý, cần đề cao tiết kiệm để đề phòng cho những tình huống bất ngờ phải tiêu tổn một khoản tiền lớn. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo phương diện tình cảm chính là điểm sáng rực rỡ nhất của người tuổi tuất trong tháng mậu ngọ này. Dù bạn còn độc thân hay đã có đôi có cặp, bạn cũng sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc mà nhiều người ao ước. Nếu vẫn còn đang lẻ bỏng, hãy nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập gặp gỡ bạn bè. Nếu có người thân giới thiệu cho bạn những đối tượng làm quen, bạn cũng hãy thử gặp gỡ xem sao. Với tính cách cởi mở, vui vẻ của mình, bạn có thể gây ấn tượng rất tốt đẹp với mọi người xung quanh. Còn nếu bạn đang ấp ủ một hình bóng nào đó trong lòng, tử vi tháng 5 âm lịch là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ tình cảm với đối phương. Hãy chủ động và luôn chân thành quan tâm tới người đó, chắc chắn bạn sẽ khiến cho người ấy rung động. Với các cặp đôi, hai người luôn quan tâm và lo lắng cho nhau khi người ấy khó khăn bạn sẽ luôn bên cạnh động viên cổ vũ chính những lúc như thế này mối quan hệ của cả hai lại càng trở nên khẳng khích thêm vào đó bạn cũng luôn sẵn sàng thay đổi những điểm chưa tốt của mình để có thể hòa hợp với đối phương hơn khi có khúc mắc xuất hiện bạn cũng lắng nghe thay vì tranh cãi bởi bạn hiểu rằng hơn thua trong những việc như thế này chẳng hề đem lại tác dụng tích cực nào cho mỗi quan hệ. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng năm âm lịch, có hung tinh bạch hộ xuất hiện, người tuổi tuốt dễ phưởng phải hòa huyết quan, vì thế mà bạn cần phải cực kỳ quan tâm tới phương diện sức khỏe của mình. Hãy luôn cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay để tránh những sự cố không đáng có. Việc tập thể dục thể thao cũng cần lắng nghe sức khỏe của mình trở tập luyện quả sức kẹo phản tác dụng. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, bạn cũng cần ngay lập tức khám chữa trị ngay. Không nên giấu bệnh hoặc cố gắng chịu đựng khiến bệnh ngày càng trở nặng. Đến lúc đó, sức khỏe vừa tổn hại lại vừa phải tốn thêm nhiều tiền để cứu chữa. Cảm nang phượng vận cho từng tuổi tuất vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 mệnh mộc, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu khuyết, hăng hải bắt tay vào công việc trở thành người dẫn đầu xu thể. Quý nhân phù trợ tuổi mẫu, tuổi Dân, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1900 mươi, mệnh kim, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Nên thay đổi thói quen cả thèm trống trạng, trở nên bỏ dở công việc giữa chân. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi sổ, màu sắc may mắn, màu nâu, màu đỏ. 3. Tuổi nhâm tuất sinh năm 1982. Mệnh thủy. Nam sao vân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết tính cách cởi mở, hài hòa, được nhiều người yêu mến. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi dân, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu xám, màu trắng. Vốn tuổi giáp tuất sinh năm 1994 mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, người nhà quan tâm đến nhau, mối quan hệ im ấm. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi giàu, tiểu nhân, tuổi sổ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ, Năm tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 mệnh thổ năm sao Mộc Đức nữ sao Thủy Diệu khẩu quyết chú ý giữ gìn sức khỏe cần đề phòng hòa huyết quan quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Ngọ tiểu nhân tuổi Tỵ tuổi Mùi màu sắc may mắn màu đen màu vàng